Giá cà phê hôm nay ngày 28 tháng 6, dấu bút ta tăng, trong nước có thể đạt 45 triệu đồng mỗi tấn. Giá cà phê hôm nay ngày 28 tháng 6 trong khoảng 42.600 đến 43.100 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua. Cơ hội cho giá cà phê nội địa lên 45 triệu đồng mỗi tấn là có thể xảy ra. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 42.600 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 43.100 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 43.000 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 43.000 đồng mỗi kg tại Giang Nghĩa và 42.900 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 43.000 đồng mỗi kg. Chư Prong ở Pleiku và Lager dai cùng giá 42.900 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 42.900 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7 năm 2022 tăng 17 USD mỗi tấn ở mức 2.044 USD mỗi tấn giao tháng 9 năm 2022 giảm 4 USD mỗi tấn ở mức 2040 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7 năm 2022 giảm 0,6 CLB ở mức 226 CLB, giao tháng 9 năm 2022 giảm 1,15 CLB ở mức 222,1 CLB. Trong phiên giao dịch đầu tiên tuần này, giá cà phê Arabica tiếp tục chuỗi giảm, nhưng mức độ đã nhẹ hơn trong khi Robusta lấy lại được đạt tăng ở hạn mức giao hàng tháng 7 năm 2022. Hàng loạt sự điều chỉnh lãi suất cơ bản tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới. Báo cáo định kỳ 2 năm một lần về ngành cà phê toàn cầu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, USDA đã dự báo toàn cầu sẽ sản xuất khoảng 174,95 triệu bao, tăng 4,7%. Là những yếu tố kìm hãm giá cà phê hiện tại. Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình nhận định, nâng lãi suất điều hành tại các nước tiêu thụ có khả năng ngăn trở các nhà nhập khẩu do phải cân đối tình hình tài chính và chi phí ngân hàng. Nhưng cước tàu mới chính là biến số khó đoán nhất của thị trường hàng hóa sau này. Các công ty vận tải biển đang tận dụng chi phí vận tải ngày càng tăng bằng cách biến những con tàu cũ, dì xét thành mỏ vàng, trao giá cao cho người tiêu dùng cho đến khi đội tàu mới đi vào hoạt động. Vị chuyên gia cho biết, tổng kết những khó khăn của thị trường cà phê, nếu các vùng trồng cà phê Brazil không xảy ra sưng giá hay hạn hán, gồm giá đầu và sản xuất tăng, giá bán lẻ tiêu thụ tăng do lạm phát. Cước tàu biển căng thẳng cộng với một năm tới đây sản lượng cà phê thế giới được mùa giữa lúc các đồng nội tệ tại các nước sản xuất có nguy cơ mất giá. Tuy vậy, giá cà phê nội địa sẽ không theo giá phái sinh do các nhà kinh doanh tính lợi nhuận trên đồng ngoại tệ, USD được giá khi thu về. Ông Bình dự báo cơ hội cho giá cà phê nội địa lên 45 triệu đồng mỗi tấn là có thể xảy ra nhưng không phải do giá trên sàn London tăng mà nhờ Việt Nam đồng trượt giá so với USD. Giá tiêu hôm nay ngày 28 tháng 6, nghịch lý giá tiêu xuất khẩu tăng nhưng trong nước giảm. Giá tiêu hôm nay ngày 28 tháng 6 trong khoảng 69.000 đến 72.000 đồng mỗi kg. Trong khi thị trường trong nước liên tục có diễn biến giảm thì giá tiêu xuất khẩu của vẫn được cộng đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh tăng nhẹ. Tại tỉnh Đắk Lắk, đàn ông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 70.500 đồng mỗi kg giảm 1.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 69.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 69.000 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 72.000 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 71.000 đồng mỗi kg giảm 500 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay giảm 500 đồng mỗi kg ở các tỉnh Đông Nam Bộ, giảm 1.000 đồng mỗi kg tại các tỉnh Tây Nguyên so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Trong khi thị trường trong nước liên tục có diễn biến giảm thì giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam vẫn được cộng đồng hồ tiêu quốc tế niêm yết ở trạng thái ổn định và có tăng nhẹ đầu tuần trước. Theo thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trong tuần trước, 20 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6 thị trường cho thấy phản ứng trái chiều chỉ có giá tiêu đen xuất khẩu Việt Nam ghi nhận sự gia tăng. Cụ thể, tại khu vực Nam Á, giá tiêu Ấn Độ tiếp tục giảm, tiêu đen nội địa của quốc gia này giảm 1%, từ 6.257 xuống 6.219 USD mỗi tấn. Giá FOB tiêu đen tại cảng chi giảm tương ứng, từ 6.513 xuống 6.475 USD mỗi tấn. Còn tại Sri Lanka, giá tiêu ổn định sau nhiều phiên giảm trước đó tiêu đen nội địa của quốc gia này từ 4.781 đến 4.785 USD mỗi tấn. Cũng theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, tuần trước chỉ có giá tiêu Việt Nam giao dịch trên thị trường quốc ghi nhận sự gia tăng. Trong khi đó, giá tiêu nội địa Việt Nam cho thấy chiều hướng giảm. Cụ thể, giá tiêu đen trong nước giảm 3%, từ 3.178 xuống 3.097 USD mỗi tấn. Tiêu trắng nội địa giảm 4% từ 4.839 xuống 4.624 USD mỗi tấn. Giá FOB tiêu đen tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1% từ 3.700 lên 3.740 USD mỗi tấn với loại 500g mỗi l. Giá FOB tiêu trắng tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1% từ 5.750 lên 5.790 USD mỗi tấn. Ở Đông Nam Á. Giá tiêu Indonesia tiếp tục giảm trong tuần này do đồng rupiah Indonesia giảm 1% so với USD 14.836 IDR/USD và các nhà xuất khẩu cũng như thương lái khó tiếp cận nguồn hàng từ nông dân cụ thể. Tiêu đen nội địa của quốc gia này giảm 1% từ 3.086 xuống 3.067 USD mỗi tấn. Tiêu trắng giảm 2% từ 5.460 xuống 5.359 USD mỗi tấn giá FOB tiêu đen tại cảng Lam Pung giảm 1%, từ 3.683 xuống 3.660 USD mỗi tấn. Giá FOB tiêu trắng tại cảng Pi giảm 2%, từ 6.312 xuống 6.197 USD mỗi tấn. Trong khi đó, giá tiêu Malaysia giao dịch trong nước và thị trường quốc tế ổn định từ giữa tháng 5 năm 2022. Giá tiêu đen nội địa từ 4.101 đến 4.108 USD mỗi tấn tiêu trắng nội địa 5861 đến 872 USD mỗi tấn. Giá FOB tiêu đen tại cảng 5.900 USD mỗi tấn với loại 500g mỗi lờ. Giá FOB tiêu trắng tại cảng ở mức 7.600 USD mỗi tấn.